Nam Thư muốn hỏi kìa. Đây, anh xuống đi cho em luôn. Em xin kính chào tất cả các cô chú anh chị và đặc biệt là các anh chị em nghệ sĩ có mặt trong ngày hôm nay ạ. Dạ. Em có một câu hỏi muốn dành cho anh Hưng. Bản thân của Nam Thư thì rất là may mắn được tham gia một MV của anh Đàm Vĩnh Hưng được mang tên là Đừng Gọi Anh Là Anh Trai. Bởi vì chúng mình sẽ đến với nhau. Nhưng mà sao ai em cũng nói anh là anh trai. Nghe như cơn tên sẽ đánh ở bên ta. Do là anh yêu thôi nên anh muốn ta phải chung đôi, được bên em trong mỗi tối. Hôm nay ngồi ở đây thì em cảm thấy là lúc đó thì may mắn, nhưng hôm nay thì ngồi đây em cảm thấy em thiếu may mắn. Em ước gì em được là nữ chính của MV Anh Lo Cho Em Hết. Và thực sự khi em tham gia MV đó mọi người ạ, em không được tổ chức họp báo, em không được mời lên sân khấu, em không được gọi là công khai, gọi là trước mặt mọi người như thế này. Thì em hỏi anh Hưng là lý do tại sao ạ? Cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn Nam Thư. Nam Thư là người rất là mạnh bạo, bạo dạn. Cô ấy thường xuyên tỏ tình với Đàm Vĩnh Hưng một cách rất là trắng trợn. Anh trai. Anh trai. Anh trai thôi. Bà Hưng cũng thường xuyên né tránh. Thưa em Nam Thư, cái thời điểm đó đó đang rất là khó khăn về dịch giả rồi nhiều thứ khác nhau, cho nên là theo cái dự tính và cái kế hoạch của công ty đó là không có sắp xếp được để tổ chức những cái buổi như thế này để giới thiệu anh xin lỗi bé xin lỗi bé vì đã không thực hiện được cái buổi sang trọng và lớn như thế này để anh cũng mong muốn lắm chứ. Nhưng mà lúc đó nó có nhiều khó khăn, thật sự là lúc đó kiếm tài trợ chưa ra em ơi, cho nên là vì phải làm một cái đơn giản thôi vậy đi rồi.